bạn. Hôm nay mình sẽ chiến cái cờ nha. Rồi bông Oanh chuẩn bị xong chưa? Xong. Dán hai cái hình tích cơ đó phải không? Dạ. Rồi giờ bạn Oanh tháo ra đi. Dạ. Cái cô tóc cam này sẽ mặc cái gì nào? Mặc cái đầm màu cam đúng không? Rồi, rồi còn những cái món này là cái gì đây bông Oanh? Bông Oanh tháo ra gắp lên. Lên khoảng trống lên. Cái này là cái gì vậy? Cái giới. Ba cái giới lận nha các bạn. Có cái đèn đúng không? Đèn ngủ đúng không? Dạ. Còn gì nữa? Cái mà trình đèn. Cái rèm cửa thôi. Cái rèm nè. Cái rèm. Đây bông Oanh đã mặc đồ cho hai cô đúng không? Đồ cho hai cô gái nè. Cô màu cam thì mặc đầm màu cam. Cô màu xanh mặc đầm màu xanh đúng không? Chỗ hai cô là có ghế ngồi nè. Có gương trang điểm rồi có thức ăn luôn đúng không? Có thức ăn, có bánh à, bánh kem rồi có bình trà, tách trà luôn. Đúng chưa? Ly trà nữa nè. Ừ. Ly nè. Ly đó, ồ, rồi bánh nữa. Có đồ trang điểm rồi nữa. Rồi, rồi phần bây giờ mình tiếp tục mặc đồ cho hai cô tiếp theo nha. Dạ. Rồi, hai cô tiếp theo, hai cô gái tiếp theo xem bạn Mon mặc đồ như thế nào nha các bạn. Cô tóc hồng là bạn Mon sẽ cho mặc cái váy màu hồng. Rồi để xem ơi, cô tóc màu vàng và màu cam, cô bạn Mon cho mặc chiếc váy màu gì nha. Mon cho mặc chiếc váy màu gì đó. Ồ, chiếc váy nhiều màu luôn. Vàng xanh đủ màu sắc luôn. Đúng rồi. Đẹp quá. Có một cái giường nữa. Có giường, có túi sách nữa đó bạn Mon. Dạ, túi sách. Có túi sách nữa đó, chờ cô gái cầm túi sách đi. Cái nào mẹ đó. Một cô cầm túi sách, còn một cô thì cầm cái quạt nha. Dạ. Quạt. Rồi, rồi mình sẽ trang trí những cái món thức ăn để gần đó để cho các hai cô lựa chọn đúng không? Rồi, cái đó là cái gì vậy? Cái giường ngủ của hai cô hả? Của một cô, còn đây một cái nữa nè, đúng không? Cái này là cái gì đây? Ghế. À, cái này là cái ghế. Cái giường ngủ và một cái ghế. Rồi. Để ghế đó đi. Rồi Oanh lấy thức ăn đi. Thức ăn, trang trí thức ăn lên đi. Rồi, hai cô mặc hai chiếc váy. Có một cái ghế ngồi để cho hai cô ngồi và một cái giường ngủ nữa. Giờ bạn Mo sẽ cha để thức ăn sẵn nha. Thức ăn, nước ngọt rồi quá nhiều nè. Để cho hai cô là tự lựa chọn món ăn của mình đúng không? Có coca, có nước ép trái cây gì nữa nè. Nhiều quá, còn mình cắt nhà dài lên đây đi. Cái đó là gì đó không ạ? Lâu nước ngọt nha. Rồi cái này là cái ly này, ly nước ép đó nè, phải không? Mọi người đang cầm là cái gì? Coca luôn. Coca luôn hả? Ly nước ngọt coca. Để vô chấm nào. Rồi cái này có kẹo nữa nè. Kẹo. Kẹo ta bây đó. Rồi nè nè, có một cái nón nè, còn cái này là cái mũ, là cái nón cho một cô. Mon dán cho cô nào phù hợp. Rồi đây nè các bạn ơi, đây là hai cô gái đã được bọn Mon cho mặc váy nha. Mon để sẵn thức ăn luôn để cho hai cô, Mon chuẩn bị sẵn giường ngủ và ghế để cho hai cô ngồi luôn. Đây là bọn Mon vừa mặc váy cho bốn cô nha, bốn cô gái nha. Cô bên đây thì có giường ngủ, có đèn ngủ,
có gương trang điểm, còn hai cô bên đây thì có giường ngủ nè, có ghế ngồi nè, có thức ăn nè. Mon mặc váy cho các cô gái này phù hợp quá nha các bạn. Phù hợp không bạn Mon? Hợp. Rồi bạn Mon nói gì với các bạn đi. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Bye bye. Xin quan nhiên nhớ đăng ký ủng hộ Mon nha. Thả tim luôn. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho bạn Mon nha. Mua.